Và đây đội hình ra quân của U22 Việt Nam gồm có số 30 đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản, số 18 Nguyễn Thành Trung, số 21 Nguyễn Đức Chiến, số 3 Huỳnh Tướng Sinh, số 9 Hà Đức Chinh, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 2 Đỗ Thanh Thịnh, số 16 Đỗ Hùng Dũng đội trưởng, số 14 là Hoàng Đức, số 22 Tiến Linh và số 18 là Thành Trung. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật. Ông đã tung ra sân với đội hình là 3-5-2. Tiến Linh và Đức Chinh sẽ sát cánh cùng với nhau trong đội hình xuất phát. Ngày hôm nay thì điều khiển chính trận đấu đó là trọng tài ông Salman Ahmad Falahi, trọng tài người Qatar. Ở trận đấu bán kết đầu tiên thì U22 Indonesia đã phải rất vất vả để vượt qua U22 Myanmar và giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Ngày hôm nay nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể vượt qua được U22 Campuchia thì U22 Việt Nam sẽ tái ngộ với Indonesia trong trận đấu cuối cùng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra quân của Campuchia, gồm có số 22 thủ thành Keo Soxela, số 2 Ken Chasofek, số 7 Maubises, số 8 đội trưởng On Chamulin, số 9 tiền đạo Reum Bohien, số 11 là Sin Kakada, số 13 Utn Sopvan, số 14 Keo Sokfen, số 15 Yusafi, số 19 Chiang Meng và số 20 là Yu Muslim. Đây là lần đầu tiên mà U22 Campuchia giành được quyền vào chơi vòng bán kết của môn bóng đá nam tại một kỳ SEA Games. Đó rõ ràng là một thành tích rất lớn của đoàn quân huấn luyện viên Felix Danmas. Ở vòng bảng thì chúng ta đã trải qua những thời điểm phải nói là rất khó khăn của U22 Việt Nam. Nhưng bản lĩnh và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của U22 Việt Nam đã giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn và giành ngôi nhất bảng B. Ở vòng bảng thì các học trò của ông Felix Danmas đã chơi xuất sắc, đặc biệt là trước U22 Malaysia để giành chiến thắng 3-1 và qua đó giành quyền vào chơi vòng bán kết. Cũng ở vòng bảng thì U22 Campuchia chỉ có một trận thua duy nhất, đó là thất bại ngược dòng trước U22 Myanmar. Ngày hôm nay thì U22 Việt Nam ra sân với bộ trang phục truyền thống, đó là áo đỏ quần đỏ, và sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay trái. Trong khi đó thì U22 Campuchia thi đấu trong bộ trang phục toàn trắng và là những người được phát bóng trước. Đây là lần đầu tiên tại kỳ SEA Games này, hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh đã cùng nhau ra sân trong đội hình xuất phát. Ở trong 3 trận đấu với Indonesia, Singapore và Thái Lan, mỗi khi Đức Chinh và Tiến Linh đã cùng nhau chơi sân thì lối chơi của U22 Việt Nam đã chơi rất khởi sắc. Và lúc này tiếng còi của trọng tài Salahi đã vang lên. Chúng ta sẽ cùng đến với trận bán kết thứ hai, hiệp đấu đầu tiên. Hà Đức Chinh chắc chắn là việc lần đầu tiên giành quyền vào chơi ở một vòng bán kết của một kỳ SEA Games sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho U22 Campuchia. Trong đội hình của Campuchia có những nhân tố thi đấu rất nguy hiểm như là số 14 Keo Sokfen hay là số 11 là Sin Kakada. Đó là những cầu thủ mà U22 Việt Nam cần phải rất cảnh giác. Và chúng ta cũng thấy là ngay sau tiếng còi của trọng tài, U22 Campuchia đã rất mạnh dạn để cao đội hình để chơi tấn công về phía khung thành của Văn Toản. Người đã có tình huống dâng lên đó là tiền đạo Mao số 9 Reum Bohien. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp và cũng là trận đấu thứ 4 mà Văn Toản được bắt chính tại kỳ SEA Games này. Mặc dù ở trận đấu với U22 Thái Lan, Văn Toản đã có tình huống thi đấu không tốt và để cho đối phương mở tỷ số, nhưng sau đó thì anh vẫn chơi tập trung để có được những pha cản phá tốt.
Trọng Hoàng, pha tấn công cho Việt Nam, Hà Đức Chinh không được, nhưng vẫn là Hà Đức Chinh. Đức Chiến, một lối chơi pressing của hai đội ngay sau tiếng còi của trọng tài. Pha xử lý không thành công của số 7, đó là Mao Bisset. Ở trong tất cả các trận đấu của vòng bảng thì U22 Campuchia đều là những người mở tỷ số của trận đấu. Và chỉ một chi tiết đó chúng ta cũng thấy là không thể xem thường bộ quân của ông Felix Danmas. Các cầu thủ áo trắng vẫn đang nhập cuộc đầy tự tin và hưng phấn. Tấn Sinh, Mabises, đó là pha can thiệp kịp thời của Trọng Hoàng. Tốc độ của trận đấu đang là rất cao ngay sau tiếng còi của trọng tài Salahi. Trong thành phần của U22 Campuchia thì 2/3 lực lượng đó là những thành viên của U19 vừa giành được quyền tham dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2020. Và đó cũng là một thành công rất lớn với bóng đá của Campuchia. Tiến Linh, Hùng Dũng, pha dứt điểm từ xa của đội trưởng bên phía U22 Việt Nam, Thanh Thịnh. Tình huống can thiệp rất nhanh của cầu thủ Campuchia. Lúc này ở phía trên, U22 Việt Nam vẫn chưa thể cầm bóng tốt. Khi mà tốc độ của trận đấu đang cao như thế này thì đòi hỏi sự chính xác trong những đường truyền cũng như là sự hợp lý trong di chuyển. Văn Hậu, bóng trở về chân của Campuchia. Trang Mang, Trang Mang cũng là một cái tên rất đáng chú ý trong đội hình của Campuchia. Cầu thủ này mặc dù đã hậu vệ nhưng có kỹ thuật khéo léo. Cơ hội tấn công, Hoàng Đức, Hà Đức Chinh. Với là Hoàng Đức, chúng ta cũng thấy là Campuchia cũng đã rất nhanh để lùi về phần sân nhà. Đây là Thanh Thịnh, Hùng Dũng. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang đá cầm. Đó là cú đá từ xa của Hoàng Đức, nhưng bóng đi không chính xác. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang đá cặp tiền vệ trung tâm với đội trưởng đó Hùng Dũng. Đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho trận đấu bán kết này. Hiện tại thì đội bóng U22 Campuchia của huấn luyện viên Felix Danmas đang chơi với sơ đồ là 4-2-3-1. Bộ ba tấn công đá cao nhất ở phía trên của các cầu thủ U22 Campuchia đó là số 11 Shin Kakada, số 9 Ryung Bung Hien và số 14 là Cao Sok Phan. Pha xử lý của Yeo Muslim. Trọng tài đã thổi phạt Đoàn Văn Hậu. Trong đội hình xuất phát ngày hôm nay của U22 Campuchia đều có sự xuất hiện của hai cái tên trên 22 tuổi. Đó là số 9 Ryung Bung Hien và số 14 Cao Sok Phan. Cả hai cầu thủ này năm nay đều 27 tuổi và đều là thành viên của đội tuyển quốc gia Campuchia. Đó cũng đang là hai cầu thủ có được nhiều bàn thắng nhất đến thời điểm này cho U22 Campuchia tại kỳ SEA Games 30. Cao Sok Phan có 3 pha lập công và Ryung Bung Hien là 2 pha lập công. Rất nguy hiểm. Đó có lẽ là ý đồ chèo bóng thẳng vào trong khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản, người vừa thực hiện cú đá bên phía U22 Campuchia là số 19 hậu vệ cánh trái Trang Mang. Nếu so với trận đấu gần nhất đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 3-1 ở trận đấu cuối của bảng A thì U22 Campuchia có đến 6 sự thay đổi người. Nỗ lực của Hà Đức Chinh vẫn còn. Một quả ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi người đã có tình huống lùi về can thiệp đó là đội trưởng On Champolin.
bảo phối hợp giữa Trọng Hoàng và Hoàng Đức. Lần này thì tình huống ném biên đã thuộc về cho các cầu thủ U22 Campuchia. Đây chính là Keo Sokven, chân sút tốt nhất của U22 Campuchia tại SEA Games lần này với 3 bàn thắng. Bằng ra của thủ môn Keo Soxela. Hiện tại đá ngay phía trước thủ môn Keo Soxela là cặp trung vệ số 13 Úc Sovan và số 15 là Yua Safi. Đây là cặp trung vệ chúng ta thấy là có thể hình khá tốt. Keo Sokven, không phải đó là số 7 Mao Piset. Mao Piset Kakada. Cú sút từ xa, nhưng bóng đi vọt sang ngang khung thành. Xin Kakada, cầu thủ máu số 11 của U22 Campuchia cũng đã có một bàn thắng tại SEA Games lần này. Trải qua 4 trận đấu ở vòng bảng thì các cầu thủ Campuchia, thành tích của họ đó là 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đây là Hoàng Đức. Điều chuyền rất nhanh của Hoàng Đức. U22 Campuchia khởi đầu kỳ SEA Games 30 với trận hòa 1-1 trước đội chủ nhà U22 Philippines. Sau đó họ giành chiến thắng đậm 5-0 trước U22 Timor-Leste. Và sau đó họ để thua 1-2 trước U22 Myanmar. Và ở trận đấu cuối để xác định tấm vé thứ hai vào bán kết thì họ đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước các cầu thủ U22 Malaysia. Rõ ràng với những gì đã thể hiện ở vòng bảng thì các cầu thủ U22 Campuchia là đối thủ khá khó chịu. Và chắc chắn rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã giành được một sự tôn trọng nhất định cho đội bóng này. Huấn luyện viên Felix Danmas vẫn còn rất trẻ, năm nay ông chỉ mới 31 tuổi và là người Argentina. Hiện tại thì ông Felix Danmas cũng đang là đồng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Campuchia với ngôi sao người Nhật Bản là Keisuke Honda. Cùng xem đó là tình huống phạm lỗi của Trọng Hoàng. Các bạn, tình huống mà Trọng Hoàng đã bị phạm lỗi và sẽ có một quả đá phạt bên cánh phải cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đã phạm lỗi đó là hậu vệ cánh trái Trang Mang. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U22 Việt Nam có được bàn thắng. Văn Hậu, Thành Trung hay Tiến Linh và cả Hà Đức Chinh luôn sẵn sàng trong những pha bóng như thế này. Và người đứng trước quả đá phạt đó là Hoàng Đức. Cú chạm bóng của Thành Trung. Chúng ta thấy là ở pha quay chậm này thì rõ ràng đã có tác động đối với Đức Chiến trong lúc Hoàng Đức thực hiện tình huống trao bóng vào. Đã có một cầu thủ của U22 Campuchia kéo áo đối với Đức Chiến ở tình huống vừa qua, nhưng trọng tài người Qatar là Salman Falahi có lẽ đã không quan sát được. Cầu thủ đang bị đầu đó là Shin Kakada.
trong trận bán kết 1 thì các cầu thủ U22 Indonesia đã có chiến thắng sau thời gian hiệp phụ với tỷ số 4-2 trước các cầu thủ U22 Myanmar, và họ là đội bóng đầu tiên có được tấm vé vào chơi trận chung kết của môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games 30 lần này. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn có những tính toán rất kỹ lưỡng và vẫn luôn khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ. Và ngày hôm nay với việc xếp đội hình 3-5-2 thì đó cũng là một bất ngờ mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc mang lại cho chúng ta. Hoàng Đức, đây là Trang Bang. Những tình huống chặt chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã thổi phạt đối với Tấn Sinh, nhưng không có bất kỳ một chiếc thẻ phạt nào. Pha vào bóng của Tấn Sinh đối với số 7 là Mao Piset, một cầu thủ đang tỏ ra rất nhanh nhẹn bên hành lang cánh trái của các cầu thủ U22 Campuchia. Khu vực giữa sân vào lúc này đang là một điểm nóng và rất chật chội với những pha tranh chấp của cầu thủ hai bên. Chang Mang, Cao Sok Phan, số 14 của U22 Campuchia đã để mất bóng, được chuyền là của Trọng Hoàng. Áp lực từ Thanh Thịnh, một pha ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi đó là pha xử lý không chắc chắn của số 2 là Ken Chansofiek. Điều chuyển của Thành Trung, Thanh Thịnh. Thanh Thịnh chính là người đã tạt bóng để Tiến Linh đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước các cầu thủ U22 Thái Lan. Đức Chiến hiện tại đang đóng vai trò là một tiền vệ đánh chặn. Đó là vai trò mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Đức Chiến trong màn so tài gần nhất với U22 Thái Lan. Trận đấu mà Đức Chiến vào sân trong hiệp đấu thứ hai thay cho Triệu Việt Hưng. Trọng tài Falahi vừa rồi đã nhắc nhở đối với pha vào bóng của Thanh Thịnh. Thanh Thịnh là đội phó của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 lần này. Yu Safi, trước sức ép của các cầu thủ U22 Việt Nam thì U22 Campuchia đang buộc phải chơi chậm lại trên phần sân nhà. Chiều dài của Yu Safi, Trang Mang, Trọng Hoàng, một pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ U22 Campuchia. Pha vào bóng là của số 7 Mao Piset. Trọng tài người Qatar Falahi đã cầm sẵn trên tay một tấm thẻ, nhưng đó là tấm thẻ màu gì chúng ta cùng chờ xem. Nhưng chúng ta cũng thấy được phản ứng rất quyết liệt từ các cầu thủ áo trắng U22 Campuchia. Họ không muốn trọng tài Falahi rút ra chiếc thẻ mà ông đã quyết định rút từ trước. Thẻ vàng cho số 7. Nhưng chúng ta cũng thấy được phản ứng từ huấn luyện viên Park Hang-seo là ông muốn nhiều hơn là tấm thẻ vàng đối với pha vào bóng rất nguy hiểm vừa qua của Mao Piset đối với Trọng Hoàng. Chúng ta cùng xem lại một pha vào bóng bằng cả hai chân của Mao Piset đối với Trọng Hoàng. Lại với các đồng đội của Mao Piset ở tình huống vừa qua thì họ cũng đã thấy rất rõ pha vào bóng vừa rồi của Mao Piset, và họ rất sợ trọng tài Falahi sẽ rút chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho số 7 của U22 Campuchia.
Một pha vào bóng nguy hiểm của Mao Pizet. Hoàng Đức. Vẫn là các cầu thủ đỏ. Thành Trung. Một quả đá phạt cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Pha dừng cao và cũng là một tình huống xử lý bóng khá tinh tế của trung vệ áo số 18. Trong năm 2019 thì Thành Trung là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất của bóng đá Việt Nam. Anh đã có những pha lập công rất quan trọng cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn màu áo đội tuyển quốc gia. Đứng trước bóng đang là Đức Chiến. Cú đá thẳng của Đức Chiến vẫn còn. Đây là Trọng Hoan. Đường chuyền dành cho Tấn Sinh không kịp. Tấn Sinh vừa rồi có lẽ đã bị bất ngờ và có phần hơi bị động trước đường chuyền của Trọng Hoan. Sức ép đang bắt đầu được các cầu thủ U22 Việt Nam tạo ra lớn hơn trước khung thành của U22 Campuchia. Chúng ta một lần nữa được xem lại pha vào bóng bằng cả hai chân của Mao Pizet đối với Trọng Hoàng. Với những phản ứng thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở pha bóng vừa qua. Đó cũng là điều dễ hiểu khi bàn huấn luyện của U22 Việt Nam đã đứng rất gần với tình huống đó. Và ngay lập tức huấn luyện viên người Hàn Quốc đã lao ra phản đối với quyết định rút thẻ vàng của trọng tài Falahi. Đức Chinh. Pha phát xuống của Đức Chinh. Quả tạt dành cho Tiến Linh. Đá đâu? Vào! Cặp song sát của U22 Việt Nam là người đã tạo ra bàn thắng và tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Một quả tạt như đặt vào đầu Tiến Linh của Hà Đức Chinh. Một tình huống mà Hà Đức Chinh đã có rất nhiều thời gian và không gian để quan sát. Tiến Linh rõ ràng đã có lợi thế rất lớn trước hậu vệ áo số 2 của U22 Campuchia là Ken Jasofeak. Chúng ta cùng xem lại một tình huống chạy chỗ rất thông minh của Tiến Linh. Bàn thắng thứ 6 từ đầu kỳ SEA Games 30 của Nguyễn Tiến Linh. Thủ môn Kèo Soxela đã đứng chôn chân tại chỗ với bàn thắng vừa qua của U22 Việt Nam. Tuyệt vời. Một khởi đầu hết sức thuận lợi cho các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính Tiến Linh là người đã chuyền bóng để Hà Đức Chinh thoát xuống bên hàng cánh phải. Và Hà Đức Chinh đã đáp lời với một quả tạt như đặt vào đầu. Cặp song sát của U22 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay, Hà Đức Chinh và Tiến Linh, rõ ràng là một quyết định rất sáng suốt của huấn luyện viên Park Hang-seo trong đội hình ra quân ngày hôm nay của U22 Việt Nam. Cơ hội nữa, Hà Đức Chinh, đây là Tiến Linh, pha đá xuống, Tiến Linh, cú sút. Cú sút đi đúng vào vị trí thủ môn Kèo Soxela của Tiến Linh. Sau tình huống nỗ lực dứt điểm vừa qua thì Tiến Linh đã bị đau. Nhưng chúng ta thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất cao tay khi sử dụng bộ đôi song sát Hà Đức Chinh và Tiến Linh ở phía trên. Họ đang gây rất nhiều khó khăn cho U22 Campuchia. Lại thêm một hình ảnh mà tất cả chúng ta đều không muốn chứng kiến. Một cầu thủ U22 Việt Nam đang phải nằm sân. Đã
sát. Xuất hiện những tình huống xử lý lúng túng đến từ các hậu vệ của U22 Campuchia. Nỗ lực dứt điểm của Tiến Linh. Và cũng đang có một cầu thủ U22 Campuchia bị đầu, đó là số 13 trung vệ Oxovan. Rõ ràng với bàn thua vừa qua thì các cầu thủ U22 Campuchia buộc phải dâng cao đội hình. Và ngay lập tức họ đã phải nhận ngay một tình huống phản công rất nhanh của bộ đội Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Hy vọng rằng chấn thương sẽ không quá nặng và Tiến Linh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở trên sân Rizal Memorial. Chúng ta cùng xem lại bàn mở tỷ số của Nguyễn Tiến Linh. Bộ đội Đức Chinh và Tiến Linh đã đánh đúng vào điểm yếu không chiến của các hậu vệ bên phía U22 Campuchia. Và đặc biệt là hậu vệ cánh phải, mang áo số 2 là Ken Chan Sofiak. Chúng ta cũng thấy được tiếng hô gọi tên rất rõ của ông Park Hang-seo, gọi Tiến Linh. Có lẽ huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn biết là cảm giác vào lúc này thì Tiến Linh là như thế nào với vết đau của mình. Một hình ảnh rất quen thuộc khi trước đây chúng ta cũng đã từng chứng kiến một trường hợp tương tự xảy ra đối với Quang Hải. Vẫn là một chặng đường. Đây là trận bán kết và nhiều khả năng U22 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục góp mặt ở trận chung kết của SEA Games 30 và vẫn sẽ rất cần sự góp mặt của Tiến Linh. Pha xử lý mềm mại của Hoàng Đức. Phát pressing rất hay, đó luôn là điểm mạnh của tiền vệ này. Đây là Thanh Thịnh. Lối chơi của U22 Việt Nam đã thanh thoát hơn rất nhiều. Phút thứ 25 trên sân Rizal Memorial và lợi thế về điểm số đang thuộc về cho U22 Việt Nam. Hiện tại thì đang dẫn đầu danh sách vô phá lưới của môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games 30. Đó là tiền đạo áo số 20 của U22 Indonesia, Osvaldo Hay, với 8 bàn thắng. Ở trận bán kết 1 vừa qua gặp U22 Myanmar thì Osvaldo Hay đã có cho mình thêm một pha lập công. Và hiện tại với bàn thắng mở tỷ số vừa rồi thì Tiến Linh, chúng ta cũng đã thấy được những bước đi, bước chạy của Tiến Linh ở trên sân. Thì anh cũng đã có được cho mình bàn thắng thứ 6 từ đầu giải. Là với một tình huống gây ra chấn thương vừa qua với Tiến Linh thì các học trò của viên Park Hang-seo sẽ cần phải cẩn trọng hơn. Đây là Trang Mang. Đường chuyền dành cho Đức Chinh. Sức càng lớn qua Đức Chinh. Đức Chinh vào. Việt Nam và đó là Hà Đức Chinh. Bộ đôi tiền đạo của U22 Việt Nam đều đã lập công cho đến thời điểm này và họ đều đã có cho mình 6 bàn thắng từ đầu giải. Sự càng lướt phải nói là rất tốt và rất khỏe đến từ Hà Đức Chinh. Trung vệ số 15 Yui Safi hoàn toàn bất lực trước số 9 của U22 Việt Nam. Có lẽ người thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Hà Đức Chinh thoát xuống vừa qua đó là Đoàn Văn Hậu. Một tình huống xử lý chích mũi rất nhạy cảm của Hà Đức Chinh, rất cảm giác. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên mà Hà Đức Chinh có được vào lưới của U22 Campuchia.
một bàn thắng và một pha kiến tạo. Phải nói là màn trình diễn rất ấn tượng đến từ Hà Đức Chình. Trong 6 bàn thắng từ đầu giải thì đây là bàn thắng thứ hai mà Hà Đức Chình ghi bằng chân vào lưới của đối phương, và cả 4 bàn thắng còn lại đều đến từ những pha dứt điểm ban đầu. Cặp tiền đạo của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này mang lại cho chúng ta một niềm tin rất lớn. Trọng tài Falahi muốn có đôi lời nhắc nhở với số 11 là Shin Kakada. Sau khi phải nhận hai bàn thua khá nhanh thì các cầu thủ áo trắng U22 Campuchia có lẽ cũng không còn giữ được tinh thần. Một thế trận gần như áp đảo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm này. Hoàng Đức và chạm bóng là của Trọng Hoàng theo Sok Fan. Tình huống bắt bài của Hoàng Đức, nhưng sau đó đường truyền của Đức Chiến đã không đến được vị trí của Hà Đức Chinh. Những sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo đều đang phát huy hiệu quả rất tốt. Phải kể đến cặp tiền đạo Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh, bộ đôi đã mang về hai bàn thắng đến thời điểm này. Và kể cả sự lựa chọn với số 21, đó là tiền vệ đánh chặn Trang Mang. Ken Chan Sofiak. Yu Muslim, Yu Safi, trung vệ máu số 15 Yu Safi có thể hình rất tốt, phải nói là như vậy. Nhưng ở tình huống anh bị Hà Đức Chinh vượt qua thì rõ ràng trung vệ số 15 của U22 Campuchia thiếu đi tốc độ cần thiết để đối đầu với các tiền đạo nguy hiểm. Trước đó là tình huống mà Tiến Linh đã vượt qua chính Yu Safi và thoát xuống đối mặt với thủ môn Keo Soxela và dứt điểm. Và vượt qua bằng thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì Hà Đức Chinh đã khai thác triệt để điểm yếu của trung vệ này. Đây là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng được chuyền của thành công cho Trọng Hoàng. Sự tự tin đang lên rất cao đối với các cầu thủ áo đỏ của đội viên Park Hang-seo. Ngay cả một trung vệ như Thành Trung cũng đã dâng cao để phối hợp với Trọng Hoàng ở tình huống này. Người đã có tình huống can thiệp đó là hậu vệ trái Trang Mang. Một quả phạt góc cho U22 Việt Nam và người thực hiện sẽ là Hoàng Đức. Vẫn còn đến khoảng 15 phút cho thời gian thi đấu chính thức hiệp 1 và chúng ta vẫn có thêm thời gian để có thêm bàn thắng. Băng vào là của Thành Trung, nhưng trước đó là tình huống nỗ lực đánh đầu của Hùng Dũng và Hùng Dũng cũng đang phải nằm sân. Một pha tiếp đất khá mạnh của Đỗ Hùng Dũng. Và té ngã trên mặt sân cỏ nhân tạo như vừa qua của Hùng Dũng rất dễ mang lại những cơn đau. Mặt sân cỏ nhân tạo thường sẽ không êm như là mặt cỏ tự nhiên, đó là điều chắc chắn. Nhưng có lẽ Đỗ Hùng Dũng vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở trên sân. Chẳng với huấn luyện viên Park Hang-seo thì những hình ảnh các học trò của mình
phải nằm sân là điều mà ông không bao giờ muốn thấy. Đúng là Hùng Dũng vẫn sẽ thi đấu ở trên sân Rizal Memorial ở những phút tiếp theo. Chỉ cần một chút nghỉ ngơi thôi. Trận đấu lại được tiếp tục. Việc có lần đầu tiên tiến vào đến vòng bán kết của một kỳ SEA Games cũng có thể xem là một thành công đối với bóng đá của Campuchia. Trong lịch sử đối đầu ở các kỳ SEA Games thì bóng đá Việt Nam và bóng đá Campuchia đã có 3 lần so tài với nhau. Lần đầu tiên là vào năm 1995 tại Chiang Mai, Thái Lan. Thì khi đó đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm 4-0. Sau đó vào năm 2009, với thời tiết thi đấu dành cho lứa tuổi U23, thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm 6-1. Và gần nhất là vào năm 2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia, thì U22 Việt Nam đã có chiến thắng 4-1. Và dĩ nhiên đó đều là những màn so tài ở vòng bảng của SEA Games. Chấn thương lại đến với Tiến Linh. Một tình huống va chạm ở phần đầu của cầu thủ hai đội. Một tình huống va chạm rất mạnh. Tình huống va chạm giữa Tiến Linh và Trang Mang. Những gì mà chúng ta đang được chứng kiến phản ánh rất đúng với tính chất của trận bán kết ngày hôm nay. Trận đấu mang tính chất loại trực tiếp và không có cơ hội để sửa sai. Với hai bàn thắng có được đến thời điểm này thì rõ ràng lợi thế để tiến vào trận chung kết đang là rất sáng sủa dành cho U22 Việt Nam. Đấu lần này thì U22 Campuchia vẫn chưa lần nào bị dẫn bàn, kể cả thất bại trước U22 Myanmar với tỷ số 1-2 thì đó cũng là trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Felix Danmas là những người đã có bàn thắng dẫn trước, và phải đến những phút cuối thì các cầu thủ U22 Myanmar mới có được hai bàn thắng để giành được 3 điểm trọn vẹn. Quả đá phạt bên cánh trái cho U22 Campuchia và đứng trước bóng là số 14 Keo Sokphen. Cao sốc phen, những bóng đã được phá ra. Lần này thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Văn Toản. Xin Kakara. Đây là Úc Sovan.
Con Chan Polin. Đường chuyền dài của Cam Chasofiak. Văn Hậu không dễ để vượt qua tuyến phòng ngự rất kiên cố của U22 Việt Nam. Đức Chiến có Đức Chiến ở hàng tiền vệ, rõ ràng sự yên tâm ở khu vực này đã được cải thiện rất nhiều. Trong những sự điều chỉnh phải nói là rất bất ngờ. Đức Chiến vừa rồi là người đã thực hiện đường chuyền, pha xử lý là của Hoàng Đức. Hà Đức Chiến chưa thể dứt điểm mà pha bóng vừa qua. Hậu vệ của U22 Campuchia dường như rất lúng túng trước các pha phối hợp của U22 Việt Nam và phát xuống của Hùng Dũng. Tấn Sinh đang di chuyển bên hành lang cánh phải trong sự lĩnh vực của huấn luyện viên Park Hang-seo. Có vẻ như huấn luyện viên người Hàn Quốc đã nhận thấy được những tình huống dâng cao của số 19 Trang Mang và đang muốn các cầu thủ áo đỏ khai thác ở khoảng trống này nhiều hơn. Thanh Thịnh đường chuyền cho Hoàng Đức, pha thoát người rất hay của Hoàng Đức. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Hoàng Đức đang ngày càng khẳng định được vai trò không thể thay thế trong đội hình của U22 Việt Nam. Ngoài bàn thắng có được vào lưới của U22 Indonesia, một pha vô lề bóng sóng rất tốt của Hoàng Đức và màn thể hiện trước U22 Thái Lan, ta có thể thấy rằng đây là cầu thủ của những trận cầu lớn, của những thời khắc quyết định. Không có lỗi của Tiến Linh. Đức Chiến, Hùng Dũng. Hùng Dũng. Nỗ lực tìm kiếm quả phạt góc đã không thành của Đỗ Hùng Dũng. Có đến hai chiếc áo trắng đã theo sát Hùng Dũng ở pha bóng vừa qua. Bóng vào chân của U22 Campuchia. Bung Hin, nhưng sau đó là tình huống bọc lót rất nhanh của Huỳnh Tấn Sinh. Trang Mang sẽ là người thực hiện quả đánh biên cho các cầu thủ U22 Campuchia. Sau hai bàn thua thì các cầu thủ U22 Campuchia cũng không còn giữ được lửa chiến đấu như ở những phút đầu. Họ đang rơi vào sự bế tắc. Sau những trận đấu thăng hoa ở vòng bảng của kỳ SEA Games lần này thì việc phải đụng độ với U22 Việt Nam, đây chính là thời điểm để U22 Campuchia trở lại mặt đất. Thanh Thịnh thêm một đường rót bóng cho Đức Chinh.
Tình huống dâng cao của thủ môn Keo Soxela. Đã có lỗi đẩy sâu của Đức Chiến đối với Yu Moslin. Pha lên bóng của U22 Campuchia. Người lấy bóng đó là Hoàng Đức. Bây giờ thì hiệp đấu đầu tiên đã trôi về những phút cuối. Hải Đức Kinh. Rõ ràng dù cho đã có những màn trình diễn phần nào đó là ấn tượng ở vòng bảng, nhưng dù sao khi lần đầu tiên bước vào một trận đấu thuộc vòng knockout thì U22 Campuchia vẫn còn đó những bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm. Giờ đây khi đang bị dẫn trước với tỷ số 2-0 thì các học trò công Felix Danmas buộc phải chơi một canh bạc tức tay. Đó là họ phải để Caron chơi tấn công và chấp nhận để đối phương chơi phòng ngự phản công. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, mặc dù đã có những thời điểm chơi đầy cố gắng, nhưng U22 Campuchia thực tế là vẫn chưa tạo ra bất kỳ một pha dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành của Văn Toản. Và nếu như giữ nguyên tỷ số này đến hiệp đấu đầu tiên kết thúc thì đó là một lợi thế rất lớn, và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những toan tính, những sự chủ động trong cách chơi ở hiệp đấu thứ hai. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hải Đức Chinh rõ ràng đến từ một tình huống phản công với tốc độ và sức tì đè rất tốt của Hà Đức Chinh. Như vậy là bên phía U22 Việt Nam sẽ có sự đổi người trong những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Người sẽ rời sân đó là Nguyễn Tiến Linh. Rất đáng tiếc cho cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì hơn một lần Tiến Linh đã phải nằm sân sau những pha va chạm. Và rõ ràng huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn, không muốn mạo hiểm với Tiến Linh. Và người vào sân đó là Trương Văn Thái Quý. Giờ đây thì U22 Việt Nam sẽ trở lại với lối chơi một tiền đạo, và người đá cao nhất sẽ là Hà Đức Chinh. Tất cả chúng ta đều cùng hy vọng là Tiến Linh sẽ không gặp chấn thương quá nặng và anh vẫn đủ sức để chơi ở trận đấu chung kết nếu như chúng ta giữ vững được lợi thế này, lợi thế về mặt tỷ số. Vừa mới vào sân thì Trương Văn Thái Quý đã bị phạm lỗi bởi Trang Mang. Không như vậy, người phạm lỗi đó là đội trưởng của U22 Campuchia, On Chaboli. Ba phút sẽ là thời gian cộng thêm của hiệp đấu đầu tiên. Huỳnh Tấn Sinh. Tình huống khống chế không thành công của U Hiền. Trong đội hình lúc này của U22 Việt Nam thì có rất nhiều cầu thủ đã từng tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup năm 2017. Và sau 2 năm thì họ đều đã có những sự tiến bộ và nó là rất lớn. Như là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh hay là Nguyễn Hoàng Đức, cũng như là hai tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Trọng tài vẫn đang cho trận đấu diễn ra. Hà Đức Chinh. Khả năng càng lướt rất tốt của Hà Đức Chinh. Đáng tiếc là đường truyền của Trương Văn Thái Quý đã không thành công. Hà Đức Chinh rồi. Hùng Dũng. Pha đột phá của Hùng Dũng.
vẫn là Trương Văn Thái Quý. Thêm một đường truy đào vào. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, và Hà Đức Chinh với cú đánh đầu cận thành đã nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng thứ 7 của Hà Đức Chinh tại giải đấu lần này. Chỉ có 3 cầu thủ của U22 Việt Nam nhưng vẫn tìm ra cách để chọc khung lưới của thủ thành Keo Soxela. Một đường truyền vòng cung phải nói là rất vừa tầm Hà Đức Chinh của Trương Văn Thái Quý. Và một lần nữa chúng ta lại được thấy khả năng sử dụng con người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Không lâu sau khi vào sân thì Trương Văn Thái Quý đã có một pha kiến tạo tuyệt vời. 3-0, một cách biệt phải nói là an toàn. Như vậy là lúc này thì Hà Đức Chinh cũng chỉ còn kém Osvaldo Hay của Indonesia một bàn mà thôi. Vẫn còn hiệp đấu thứ hai phía trước để chờ đợi Hà Đức Chinh hoàn tất cú hat-trick của mình. Một đường kiến tạo và hai bàn thắng tuyệt vời Hà Đức Chinh. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Và lúc này tiếng còi của trọng tài Salahi đã vang lên. Tất cả những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo đều phát huy hiệu quả. Bộ đôi tiền đạo đều lập công. Và người vào sân Trương Văn Thái Quý đã có một đường kiến tạo để cho Hà Đức Chinh nâng tỷ số lên 3-0. Một trận đấu tuyệt vời của U22 Việt Nam. Chúng ta đã tạo ra một khoảng cách phải nói là khá an toàn trước đối thủ Campuchia. Phía trước của chúng ta vẫn còn hiệp đấu thứ hai, nhưng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bầu không khí phải nói là chắc chắn là rất sôi nổi của tại thành phố Nguyên Hòa với biên tập viên Hạnh Dung. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi quay trở lại với sân Rizal Memorial. Và phía trước của chúng ta sẽ là hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games 30 2019. Như vậy là bước vào hiệp đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự đổi người thứ hai. Và người vào sân đó là số 7 Triệu Việt Hưng. Người rời sân là Nguyễn Hoàng Đức. Tỷ số sau hiệp đấu đầu tiên đang là 3-0 nghiêng về cho U22 Việt Nam. Và đó là một lợi thế rất lớn khi bước vào hiệp đấu thứ hai này. Mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ là thắng, mà chúng ta vẫn phải làm sao để giữ lực lượng lành lặn cho trận chung kết nếu như tỷ số này được giữ nguyên. Ở hiệp đấu đầu tiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có sự đổi người. Tiến Linh là người rời sân để nhường chỗ cho Trương Văn Thái Quý. Và ngay đầu đấu thứ hai này thì Triệu Việt Hưng là người vào sân. Ở hiệp đấu thứ nhất thì U22 Việt Nam đã có một chiến thuật phải nói là rất hợp lý. Rõ ràng là Campuchia đã tỏ ra rất non kinh nghiệm. Họ để lộ ra quá nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Và bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh đã khai thác triệt để. Ở hiệp đấu thứ hai thì U22 Việt Nam bảo vệ phần sân phía bên tay phải và phần sân phía bên tay trái là của Campuchia. Và tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Với hai bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai thì Hà Đức Chinh đã có được 7 bàn tại kỳ SEA Games lần này. Và chỉ còn kém người đang dẫn đầu, đó là Osvaldo Hay, đúng một bàn mà thôi. Thêm một bàn nữa trong hiệp đấu thứ hai thì Hà Đức Chinh sẽ có cú hat-trick thứ hai của mình tại SEA Games 30. Đường truyền đến đâu, tình huống băng vào là của Triệu Việt Hưng. Ở hiệp đấu đầu tiên, mặc dù không chơi tấn công ồ ạt nhưng những pha triển khai bóng của U22 Việt Nam đều có ý đồ. Hà Đức Chinh, đường truyền hơi khó với Hà Đức Chinh. Cũng trong hiệp đấu đầu tiên thì U22 Campuchia vẫn chưa tạo ra được pha tấn công nào đáng chú ý về phía khung thành của Nguyễn Văn Toản. Huấn luyện viên Felix Danmas vẫn chưa có bất kỳ sự đổi người nào. Việt Hưng, Trọng Hoàng. Rõ ràng khoảng cách 3-0 đang giúp cho U22 Việt Nam bước vào hiệp đấu thứ hai với sự tự tin và tâm thế thoải mái. Tình huống
pha bóng an toàn của trung vệ mã số 15 Yusafi. Nếu như kết quả này được giữ nguyên thì trận chung kết sẽ là màn tái đấu giữa Indonesia và Việt Nam, và trận đấu tranh hạng 3 là màn tái đấu giữa Campuchia và Myanmar. Thanh Thịnh, Hùng Dũng, Hạ Đức Chinh, Đều Chuyên, không được. Vừa rồi một chút nữa thì Hạ Đức Chinh đã có được cơ hội để hoàn thành cú hat-trick. Người đã chuyền bóng cho Hạ Đức Chinh đó là Đức Chiến. Một tình huống dâng cao của tiền vệ phòng ngự Đức Chiến. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, chúng ta cũng đã nhiều lần thấy được sự dâng cao của trung vệ Thành Trung. Thanh Thịnh, Hùng Dũng, ở hiệp đấu đầu tiên thì trọng tài chính ông Sarani đã rút ra một thẻ vàng dành cho số 7 của Campuchia, đó là Maubises. Với hai bàn thắng trong trận này thì đây cũng là trận đấu thứ ba mà Hà Đức Chinh đã nổ súng tại SEA Games 30. Cho dù có thất bại trong trận bán kết này thì với bóng đá Campuchia, năm 2019 vẫn là một năm rất đáng nhớ. Đội U19 của họ đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi vòng chung kết của U19 châu Á. Ngoài ra thì U18 của Campuchia cũng đã đánh bại cả U18 Thái Lan và Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là pha can thiệp kịp thời của Huỳnh Tấn Sinh. Với những gì đã trình diễn thì một tương lai cũng rất tươi sáng với bóng đá của Campuchia. Maubises, phạt góc dành cho Campuchia. Trong đội hình của U22 Campuchia, họ vẫn còn có một tiền đạo rất đáng chú ý, đó là số 23 Sin Sophanat, người đang ngồi trên ghế dự bị. Đã có tình huống nóng nảy của số 14, đó là Keo Sokven bên phía U22 Campuchia. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, chúng ta vẫn nhớ là pha vào bóng rất nguy hiểm của Maubises cũng đã khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn. Lúc này thì trọng tài Salahi đã gọi Keo Sokven và sẽ có một chiếc thẻ vàng. Tấm thẻ vàng thứ hai của U22 Campuchia trong trận này. Chúng ta vừa xem lại tình huống mà Keo Sokven đã đẩy người Thành Trung. Ở trận đấu ngày hôm nay thì một trong những tài năng trẻ của Campuchia, đó là Sam Chanthea, đã gặp chấn thương và không thể tham gia. Bises, bóng đã được phá ra. Trang Mang, đường truyền quá sâu của số 19 Trang Mang và nó không gây ra khó khăn với Văn Toản. Lúc này thì Keo Sokven chính là người có số bàn thắng nhiều nhất cho Campuchia tại kỳ SEA Games này với 3 lần lập công. Như vậy là ở tình huống trước đó thì Thành Trung cũng đã nhận tấm thẻ vàng từ tay của trọng tài Salahi. Thái Quý,
Nguyễn Việt Hưng, Đoàn Văn Hậu. Cơ hội tấn công cho Campuchia. Những pha triển khai phải nói rất đơn giản của U22 Campuchia, và nó không khó cho Thành Trung hay Văn Hậu cản phá. Thanh Thịnh, cơ hội phản công. Hà Đức Chinh. Đáng tiếc đường truyền của Hà Đức Chinh cho Hùng Dũng là hơi khó. Hy vọng rằng trong những phút còn lại của trận đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không còn phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của các học trò. Đức Chinh, Đức Chinh phải nói là có nền tảng thể lực rất tốt. Vẫn là cao thủ U22 Việt Nam. Đó là pha dâng cao của Thanh Thịnh, cùng với đó là Đỗ Hùng Dũng. Đây là hai đội phó của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Vẫn chưa có nhiều sự thay đổi về cách chơi của U22 Campuchia, và vẫn chưa thấy bất kỳ một sự thay đổi nào đến từ huấn luyện viên người Argentina Felix Danmas. Và đánh đầu phá bóng của Thanh Thịnh. Sóc Phen. Với 3 bàn thắng dẫn trước thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không có gì phải quá nôn nóng hay vội vàng. Đây đã là một cách biệt rất an toàn ở một trận bán kết. Và đội bóng áo đỏ đang chủ động chơi thấp trên phần sân nhà. Pha dâng cao của Ken Chansofeak. Cho đến lúc này thì khung thành của thủ môn Văn Toản vẫn chưa phải bị chao đảo trước những pha dứt điểm nguy hiểm nào đến từ đối phương. Quả đá biên cho U22 Việt Nam. Đường chuyền là của Thanh Thịnh. Pha tranh cướp của Thái Quý rất tích cực. Trương Văn Thái Quý. Cơ hội Việt Hưng không được. Và chạm bóng bước một của Việt Hưng là không được như mong đợi. Có lẽ quyết định ở cuối hiệp 1 thay thế Tiến Linh bằng Trương Văn Thái Quý là một quyết định giúp cho tiền đạo mang áo số 22 của U22 Việt Nam bảo toàn được thể lực của mình, và cũng để cho các bác sĩ có thêm thời gian để chăm sóc cho vết đầu của Tiến Linh mà anh đã gặp phải trong hiệp 1. Trọng Hoàng. Vẫn còn Đức Chinh. Keo Sóc Phen. Hùng Dũng. Tiếp tục là Hùng Dũng. Vừa
người đã có tình huống cắt bóng vừa qua đó là đội trưởng số 8 On Chan Polin. Hiện tại thì U22 Campuchia đang giao vai trò đánh dặn cho bộ đôi tiền vệ trung tâm, đó là đội trưởng số 8 On Chan Polin và số 20 là Yu Muslim. Nhưng rõ ràng là cặp đôi tiền vệ trung tâm của U22 Campuchia thường xuyên gặp khó khăn trước sức ép liên tiếp của hàng tiền vệ bên phía U22 Việt Nam. Úc Sovan lại thêm một đường chuyền dài của các cầu thủ áo trắng. Yu Muslim Chan Polin và phản công nhanh Thái Quý. Sự thay đổi người cuối cùng của U22 Việt Nam, người rời sân đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Và Hùng Dũng cũng đã trao chiếc băng đội trưởng lại cho Thanh Thịnh. Người vào thay cho Hùng Dũng là Bùi Tiến Dũng. Đây là thời điểm rất thích hợp để huấn luyện viên Park Hang-seo rút các trụ cột ra nghỉ ngơi. Và cơ hội rất tốt để Hùng Dũng có thể lấy lại được nền tảng thế lực của mình cho trận đấu quan trọng tiếp theo, đó là trận chung kết với U22 Indonesia. Không thể vượt qua được Thành Trung. Và đang là một thế trận rất thoải mái cho U22 Việt Nam. Trọng Hoan Đức Chiến, đây là Tiến Dũng, Đức Chinh trong vòng vây của đến hai chiếc áo trắng bên phía U22 Campuchia. Trận chung kết của môn bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019 cũng sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2019. Tài đã thổi phạt đối với Thái Quý. Người có pha đi bóng vừa qua đó là số 7 Mao Piset. Thực hiện quả đá phạt vẫn là số 14 Keo Sokven. Là những pha bóng mà U22 Việt Nam sẽ luôn phải thật cẩn thận. Đó là cú đá thẳng của Cao Sokven và bóng đi không chính xác. Vẫn chưa có bất kỳ một sự thay đổi nào
đến từ huấn luyện viên Felix Danmas. Trong sự nghiệp của mình thì huấn luyện viên Felix Danmas đã có một khoảng thời gian khá dài làm việc ở bóng đá Nhật Bản. Và áp sát của Việt Hưng. Pha lấy bóng của Đức Chiến rất hay. Sau đó là một tình huống che chắn tốt của Đức Chiến trước pha áp sát của Shin Kakada. Đức Chiến, vai trò của tiền vệ áo số 21 ở trận đấu ngày hôm nay là rất quan trọng và vô cùng hiệu quả cho đến thời điểm này. Đức Chiến đóng vai trò là người vừa đóng vai trò đánh chặn và vừa phá lối chơi của U22 Campuchia. Ở trận đấu gặp U22 Thái Lan thì huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thấy được sự hụt hơi ở hàng tiền vệ của U22 Việt Nam. Ngay lập tức vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa Đức Chiến vào khu vực giữa sân và đã giúp cho U22 Việt Nam lấy lại được thế trận. Đó cũng là một trong những vị trí mang lại một sự phát hiện mới của đội tuyển U22 Việt Nam mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang áp dụng. Cách dụng binh của huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều những sự bất ngờ, nhưng trong đó luôn là những tính toán rất kỹ lưỡng và rất hợp lý. Trang Mang và xử lý của Tấn Sinh. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Tiến Dũng. Không, đó là Đức Chiến. Đường chuyền không đến được pha băng xuống của Việt Hưng. Việt Hưng đã có pha di chuyển xuống cánh trái rất thoáng. Tình huống áp sát buộc các cầu thủ U22 Campuchia phải trả bóng trở về cho thủ môn. Pha dẫn cao của Văn Hậu. Đức Chiến. Việt Hưng. Chắc chắn sẽ là một quả đá phạt cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đã theo rất sát Hà Đức Chinh vừa qua là trung vệ số 13 Úc Sô Văn. Rõ ràng khi không có mặt của Tiến Linh thì cặp trung vệ của U22 Campuchia ít phải chịu sức ép như trong hiệp 1. Đứng trước bóng đang là Việt Hưng. Thành Trung, Tấn Sinh và Hà Đức Chinh có thể sẽ là những điểm đến trong đường truyền này của Việt Hưng. Người đã chạm bóng có lẽ là tiền vệ Đức Chiến. Trang Mang. On Chan Polin. Theo Sok Fan. Gần như không có nhiều ý tưởng trong cách tấn công của các cầu thủ U22 Campuchia. Khi mà thiếu ý tưởng thì các cầu thủ áo trắng đang buộc phải áp dụng những đường truyền rất dài lên phía trên cho tiền đạo số 9, đó là Ryung Bun Hae-in. Keo Sok Fan không thể vượt qua được những chiếc áo đỏ, chơi rất chắc chắn.
luôn có ít nhất là một cầu thủ của U22 Việt Nam bọc lót có những tình huống tấn công như vừa qua. Đức Chinh, Việt Hưng, Thanh Thịnh, tiếp tục là Thanh Thịnh. Một lối đá rất chậm rãi, rất khoan thai và rất ung dung của các cầu thủ U22 Việt Nam. Đức Chiến rất thoáng, Thanh Thịnh pha chạy bóng sớm của Thanh Thịnh và người băng vào vừa qua là Trương Văn Thái Quý. Sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho U22 Việt Nam. Và ống kính truyền hình lại cho chúng ta thấy được sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu, một điểm đến rất quan trọng trong các tình huống phạt góc của U22 Việt Nam. Goal! Và chạm bóng của Hà Đức Chinh. Nhưng sau đó thì đã có một tình huống chạm bóng vào một người hậu vệ của U22 Campuchia. Nhưng nhiều khả năng bàn thắng sẽ được tính cho Hà Đức Chinh. Chúng ta sẽ chờ xem là bảng điện tử sẽ xác định bàn thắng thuộc về ai. Nhưng không quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bàn thắng thứ tư đã đến cho U22 Việt Nam ở trận bán kết này. Sau khi Hà Đức Chinh chạm bóng thì đã có đến hai chiếc áo trắng của U22 Campuchia hướng quả bóng đi vào khung thành. 4-0 và gần như chắc chắn U22 Việt Nam sẽ có được tấm vé thứ hai vào chơi trận chung kết của kỳ SEA Games 30 môn bóng đá nam. Sẽ còn đẹp hơn nếu như bàn thắng vừa qua được công nhận cho Hà Đức Chinh. Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chân sút số 9 của U22 Việt Nam sẽ có được cú hat-trick thứ hai tại SEA Games lần này. Sự thay đổi người của U22 Campuchia, người rời sân đó là số 11 Sin Kakada và vào sân là số 3 Satrosit. Satrosit là một hậu vệ on trampoline. Đường chuyền của on trampoline rất bế tắc và phải thực hiện những đường chuyền dài liên tiếp. Đây là Triệu Việt Hưng, Thanh Thịnh và đẩy bóng hơi dài của Việt Hưng. Bàn cách biệt, cơ hội của U22 Campuchia gần như đã hết. Có lẽ hiện tại mục tiêu khả dĩ nhất cho thầy trò huấn luyện viên Felix Danmas chính là tìm được bàn thắng danh dự, nhưng đó phải nói rằng một mục tiêu rất khó thực hiện với một thế trận mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang áp dụng cho các học trò của mình ở trên sân Rizal Memorial.
gần như không có một lối ra trong cách triển khai tấn công của U22 Campuchia. Đã có lỗi việt vị, chắc chắn là như vậy. Lỗi việt vị của số 20 Yu Muslim. Một tình huống chủ động dằn bẫy việt vị của trung vệ số 18 Thanh Trung. Sau trận đấu vừa qua gặp U22 Thái Lan thì Văn Hậu cũng đã kịp lưu lại được một bức ảnh có thể nói là đầy kỷ niệm với một cổ động viên người Hà Lan, một người hâm mộ của câu lạc bộ Heerenveen. Đó là đội bóng mà Đoàn Văn Hậu đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Sau kỳ SEA Games lần này thì Văn Hậu sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản của mình, đó là Heerenveen, và sẽ vắng mặt ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 diễn ra tại Thái Lan. Sẽ có một quả ném biên cho U22 Việt Nam. Của Bùi Tiến Dũng. Ở trận đấu gặp U22 Lào ở vòng bảng của bảng B thì Bùi Tiến Dũng đã được trao vị trí đá chính, và khi đó cầu thủ áo số 23 của U22 Việt Nam giữ vai trò là một trung vệ, vị trí mà vào lúc này đang được đảm nhận bởi Thành Trung. Và đó là trận đấu mà Bùi Tiến Dũng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất ổn. Trang mang tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Campuchia đã xuống ở mức thấp nhất. Có lẽ ở thời điểm này thì huấn luyện viên Felix Danmas sẽ hướng về trận đấu tranh hạng 3. Đó là trận đấu mà U22 Campuchia sẽ gặp lại đối thủ của mình ở vòng bảng, đó là U22 Myanmar. Còn với huấn luyện viên Park Hang-seo thì đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể nghỉ ngơi đôi chút và sau đó ngay lập tức sẽ bắt tay vào công việc để hướng về trận chung kết gặp U22 Indonesia. Kanchan Soviet rất đơn giản cho Thành Trung. Kanchan Soviet, Chan Berlin. Yusafi rất khó khăn, nhưng trọng tài người Qatar Falahi đã thổi phạt đối với Trường Văn Thái Quý. Không chỉ tinh thần chiến đấu đi xuống mà chúng ta thấy là thể lực của các cầu thủ U22 Campuchia cũng không còn được đảm bảo cho những phút cuối của hiệp 2 này. Đã có dấu hiệu căng cơ đến từ những cầu thủ áo trắng. Đó có lẽ là số 7 Mao Piset, cầu thủ đã chơi rất nỗ lực từ đầu trận đến thời điểm này. Đúng là Mao Piset.
không dễ để vượt qua gọng kìm hai chiếc áo đỏ ở pha đột phá vừa qua. Thái Quý và cả Đức Chiến cũng sẵn sàng để bọc lót cho người đồng đội của mình. Có lẽ U22 Campuchia sẽ có thêm sự thay đổi người. Cầu thủ chuẩn bị được tung vào sân đó là số 16, Chia Vesely. Trước khi bước vào trận bán kết 2 này thì U22 Campuchia có lợi thế hơn U22 Việt Nam một ngày nghỉ và một trận đấu. Ở bảng A chỉ có 5 đội và các đội bóng, và cụ thể là U22 Campuchia chỉ phải trải qua 4 trận ở vòng bảng, và cũng đồng nghĩa với việc là bảng A sẽ kết thúc sớm hơn bảng B của U22 Việt Nam. Như vậy Chia Vesely vào thay cho Mao Pisset. Khoảng cách bóng đến khung thành của Môn Văn Quảng là khá xa. Và với tư thế đứng của mình thì có lẽ Kèo Sokfen sẽ thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành của U22 Việt Nam. Kèo Sokfen và bắt bóng chắc chắn của Văn Toản. Cú đá cũng không đủ lực và cũng không hiểm hóc. Tình huống phá bóng của Thành Trung. Khi mà U22 Việt Nam không có được sự phục vụ của trung vệ số 1 hiện tại của bóng đá Việt Nam đó là Đình Trọng, thì Thành Trung đang mang lại cho chúng ta một sự an tâm nhất định. Nhưng có một điểm nổi bật mà Thành Trung có thể được đánh giá cao hơn so với Đình Trọng, đó là khả năng ghi bàn từ những tình huống cố định, những tình huống phạt góc. Rất nhiều lần trong màu áo của U22 Việt Nam, Thành Trung đã làm được điều này. Kèo Sokfen, Úc Sô Văn. Chan Sofak rất khó khăn. Pha bóng vừa rồi là của Văn Hậu. Một quả đá phạt ở khu vực giữa sân cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người vừa bị phạm lỗi đó là Thái Quý. Quý.
với những gì đang thể hiện ở trên sân Rizal Memorial. Chúng ta cũng hiểu được là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không muốn các học trò của mình bị thủng lưới bất kỳ một bàn thua nào trước U22 Campuchia ngày hôm nay. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể khẳng định là tất cả những kỳ SEA Games mà bóng đá Việt Nam và bóng đá Campuchia chạm trán nhau thì chiến thắng vẫn luôn thuộc về cho các đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Kể từ lần trở lại vào năm 1995 ở Chiang Mai, Thái Lan, đó cũng là kỳ SEA Games đầu tiên mà bóng đá Campuchia trở lại góp mặt ở một kỳ SEA Games. Và để mất bóng của Yousafi, cơ hội 3-2, Đức Trên, cú sút không vào. Hà Đức Trên vừa rồi đã bỏ qua cơ hội để anh chắc chắn có được cú hat-trick. Ở tình huống nâng tỷ số lên 4-0 thì chúng ta vẫn chưa xác định được là ban tổ chức đã công nhận bàn thắng cho Hà Đức Chinh hay không. Vừa rồi là cơ hội rất tốt để Hà Đức Chinh chắc chắn có được thêm một bàn thắng nữa. Ở pha quay chậm, chúng ta cũng thấy được là cú đá của Hà Đức Chinh đã trúng vào chân của hậu vệ U22 Campuchia, trọng tài Palahi đã không cho các cầu thủ U22 Việt Nam được hưởng một quả phạt góc. Thành Trung phản hậu, rõ ràng là bất kỳ một đội bóng nào cũng có điểm yếu, và ngày hôm nay các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khai thác đúng điểm yếu của U22 Campuchia. Cặp trung vệ Uksovan và Yousafi dù có thể hình cao lớn rất ấn tượng, nhưng tốc độ và sự tập trung thì họ lại thiếu. Keo Sokfen, Muslim, một quả ném biên cho U22 Campuchia. Phải nói đây là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn mà các cầu thủ U22 Việt Nam đã dành tặng cho người hâm mộ, không chỉ là những người hâm mộ có mặt ở sân Rizal Memorial mà tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang theo dõi trận đấu này. Chia Wesley, Chan Polin, cú sút xa, không có gì khó khăn cho Văn Toản. Đó là cú đá của số 3 Seth Rosip. Đấu khi mà U22 Việt Nam đã chắc chắn có được tấm vé vào chơi trận chung kết, chúng ta thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất hăng hái ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò của mình. Uksovan,
Sedrosit. Đây là Gia Vesely. Lỗi việt vị của Gia Vesely. Đúng là trong năm 2019 này thì bóng đá trẻ Campuchia cũng đã để lại những dấu ấn đáng kể ở những giải đấu quan trọng tầm khu vực và châu lục, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đội tuyển và cấp độ cần đội tuyển như lứa U22 hay U23 thì bóng đá Campuchia vẫn có một khoảng cách đáng kể so với bóng đá của Việt Nam. Đang ở vào những phút cuối hiệp đấu thứ hai màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia trong khuôn khổ trận bán kết hai môn bóng đá nam kỳ SEA Games 30 năm 2019 đang diễn ra tại Philippines. Và lúc này thì các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn trước với tỷ số 4-0 và gần như chắc chắn U22 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết của môn bóng đá nam kỳ SEA Games 30. Đó sẽ là màn tái đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trước đó ở trận bán kết 1 thì U22 Indonesia đã có chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ U22 Myanmar trong khoảng thời gian hiệp phụ, sau khi cả hai đội đã hòa nhau 2 đều trong 90 phút chính thức. Thái Quý, bóng đã đi hết đường biên dọc. Thời gian chính thức đã bước sang phút thứ 90. Bốn bàn thắng cho đến thời điểm này của U22 Việt Nam đến từ cú đúp của Hà Đức Chinh, một pha lập công của Tiến Linh và một tình huống không rõ ràng, nhưng đó nhiều khả năng là một tình huống đá phạt lưới nhà của hậu vệ U22 Campuchia. Bùn Hiền đang có một cầu thủ của U22 Campuchia phải nằm sân. Như vậy sẽ chỉ có 2 phút bù giờ cho thời gian của trận bán kết này. Có lẽ bây giờ rất nhiều những người hâm mộ đá Việt Nam đang chờ đợi tiếng còi chung cuộc của trọng tài Falahi người Qatar để chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay của U22 Việt Nam. Một chiến thắng rất thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. U22 Campuchia có thể là một đối thủ khó chịu ở vòng bảng trước những đội bóng như chủ nhà Philippines, Myanmar hay như U22 Malaysia để có thể bước đến trận bán kết thứ hai này. Nhưng với U22 Việt Nam thì họ vẫn có một khoảng cách nhất định để có thể vươn tới. Tất cả những tính toán, những thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo đều mang lại hiệu quả cao nhất. Bị đầu của U22 Campuchia đó là số 20 Yu Muslim. Và Yu Muslim cũng đã rời sân để nhường chỗ cho số 12 đó là Inso David. Thank you.
Trận đấu đang ở những giây cuối cùng và tấm vé vào chơi trận chung kết đã chắc chắn nằm trong tay của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Pha tấn công của Campuchia đường chuyền, đó dường như là một đường chuyền thẳng vào tay của Nguyễn Văn Toản. Lần gần nhất mà U22 Việt Nam. Hà Đức Chinh, chúng ta cùng xem tình huống này. Vẫn là Hà Đức Chinh. Văn Hậu. Thanh Thịnh. Đường truyền của Hà Đức Chinh đã không đến được vị trí của Việt Hưng. Lúc này thì thời gian cộng thêm cũng đã hết. Kèo Soxela. Đội truyền rất thoáng. Thanh Thịnh. Thêm một đội truyền. Bóng đã chạm tay của Thanh Thịnh rất rõ ràng. Và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm penalty. Nỗ lực chuyền bóng vào trong vừa rồi là của Ken Chasovac. Một tình huống rất rõ ràng. Và trọng tài chính cũng đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm penalty. Và đây là cơ hội để cho U22 Campuchia tìm được bàn thắng đầu tiên. Và có lẽ cũng là bàn thắng vinh dự trong trận bán kết này. Người đang đứng trước bóng đó là Kèo Sokfen. Kèo Sokfen và Nguyễn Văn Toản. Tuyệt vời! Như vậy là bàn thắng danh dự cũng không có cho Campuchia. Một tình huống bắt bài và đổ người chính xác của thủ môn 20 tuổi Nguyễn Văn Toản. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài ông Salahi cũng đã vang lên. Và kết quả chung cuộc thì U22 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua U22 Campuchia với tỷ số 4-0. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đổ người chính xác của Nguyễn Văn Toản. Phải nói là một màn trình diễn rất ấn tượng của thầy trò. Kể từ lần gần nhất vào chơi trận đấu chung kết năm 2009 thì đúng 10 năm sau, U22 Việt Nam đã lại giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng của một kỳ SEA Games. Hà Đức Chinh đã có một trận đấu tuyệt hay với hai bàn thắng và một pha kiến tạo. Chắc chắn là vào lúc này thì phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh không khí đang rất náo nhiệt và sôi động. Và chúng ta hãy cùng đến với bầu không khí đó. Và cùng với đó là những chia sẻ của biên tập viên Hạnh Dung. Xin mời.